Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Zomang 700, một thương hiệu xe mà nó cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe, một thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam được khoảng mấy năm, nhưng mà nó được lòng người dùng tại vì là một chiếc xe mà khung viền nó cực kỳ là chắc chắn và sử dụng những cái bộ đồ group hay là những cái phụ kiện kèm theo xe nó rất là cao cấp, và cái mức giá bán của chiếc xe thì nó cũng khá là rẻ. Thì hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe XDS Zomang 700 được chạy bộ group chuyển động Shimano SLX giảm xóc hơi, và em đang bán chỉ có là 10.500.000 cho một bộ group cực kỳ là ngon trong cái tầm giá. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì như có thấy trên hình toàn bộ là nhôm, nước sơn các thứ tổng thể còn khá là mới. Đánh giá cái độ mới của chiếc xe nó phải được đến 85-90% để cái độ mới, hầu như là rất ít vết xước trên xe, chỉ có xước răm thôi, chứ còn những cái vết xước lớn xước nhỏ là hầu như là cũng không có. Sử dụng bộ đùi đĩa thực dụng theo xe GS này, gạt đĩa DOG cũng tầm phân túc tầm trung trong cái bộ chuyển động của Shimano, và gạt đĩa dưới là DOG thì thằng này sẽ cao cấp hơn thằng SLX, thì thằng này sẽ cao cấp hơn thằng DOG, và nó gần như là cao cấp nhất trong dòng Shimano địa hình. Tất cả đồ là nguyên bản này, bi vòng khối lổ, tất cả đồ là tất tật theo xe luôn, nguyên zin lốp, nguyên zin mà có thấy lốp tâm lốp cực kỳ là mới. Giảm xóc hơi của Epicon với bánh là 26, bánh 26 inch. Phần vi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của SLX, tay bấm 10x3 với 10 lít và 3 đĩa, phanh dầu Techo, và có cái khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái này, cực kỳ là tiện lợi. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 thì phù hợp. Chuyển động 10 tầng lip và 3 tầng đĩa, thì xe có 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động cực kỳ mượt mà, nếu có thấy cái này lên xuống rất nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe này đang bán trên em mức giá chỉ có là 10.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.